Rồi. Nhớ dịnh nha. Rồi anh chị mình chừng nào cũng đi tàu, em cũng đi chợ. À, chừng nào đi thì được chứ, ông kia làm liền rồi đó. Nó hơi phí chứ. Hello cả nhà. Hôm nay gia đình mình đi làng nổi Tân Lập. Thì giờ đi luôn đi. Chứ còn mày thôi. Có ý nó từ từ đó mấy ơi, chứ vừa xuống xe không kêu lên liền. Tân Lập cho mượn cái lợp đi đặt đi. Xuống tàu đi vô rừng tràm. Cơm cứu tụi em đi đụng tàu nha anh chị. Rồi băng hai đó được nha. Đó này đó nè. Coi ngồi trước kìa. Ngồi băng cái. Đủ mà. Được không, đặt nước ngọt xuống hơi im xịp xuống rồi. Còn cái quan sơ á, bển đẹp. Ở đây nó còn hoang sơ cả nhà, còn hoang sơ bởi đẹp lắm, cái đất chưa có nhân tạo nhiều.
quên. Cái nước á, cái cổ á. Đi hồi đi vòng, hồi đi vòng vòng cái cầu này vô nước ăn. Dạ xuyên vô gần luôn á. Mấy cái cầu này nó xuyên theo rừng tràm mà nghe nè. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp theo cái nét đẹp hoang sơ nha. Bọn trước chim chích được quá trời luôn. Mình tới điểm này ngay nha, tới điểm dừng rồi, không đi xuồng máy nè, chích nè. Cầu núp rồi. Tới đây ngay nha. Lên thì cắt theo cá là cá quận điểm rồi cả nhà. Về vô uống nước cái đi mới đi đó. Đó là cái tràm cái cầu xuyên rừng đó. Rễ cây đẹp hết hồn lớn ghê không? Nghe nha. Quay một vòng cho cả nhà xem nha.
hôi cái mặt mẹ, không thấy gì trơn, đứng cháo quá tao hôi. Đây nha cả nhà. Đi theo đường này đi xuyên vô rừng tràm. Ừ, đường đi bộ. Xuyên vô trong tràm luôn á đó, mệt không quá đó luôn. Đây sáng nè. Đi vòng như mình đi xuồng thôi chứ. Ừ, thì đi vậy đó. Thì thay vì nãy mình đi xuồng thì giờ đi bộ. Nè cả nhà. Cầu bắc ngang con người. Cầu làm bật 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 nha cả nhà. Cái đường này là nãy mình đi xuồng nè cả nhà. Rồi, giữa là giùm chị. Rồi, giữa rồi, rồi, rồi. Không nhiều quay mặt. Ở sao mình có nón, nó giờ lên nón lên trên giùm nha đi em. Không? Đội đội luôn. Đội thì đưa. Anh đội không? Không. Gì hết, quay nhìn em. Nhìn chậm. Được không? Hâm luôn. Hâm luôn hay gì ơi. Ngồi luôn ha. Bởi nãy ngồi đây nè. Đi chơi mình thấy trời chỉ mưa chứ không không được ngon hết. Không được. Mình đi xuồng xong nè cả nhà. Giờ mình lên mình sẽ đi một vòng cái đường này nó xuyên rừng tràm luôn nè. Đường này rất là dài cả nhà. Tới cầu. Cầu số 1. Qua cầu mới đi tiếp nha cả nhà. Mình lên cầu. Cầu cao lắm nha cả nhà. Đây. Nắng quá. Giờ mình cũng được tới đây rồi cả nhà, có chút nữa mình đi bộ cái đường này review cho cả nhà xem chút xíu rồi xong rồi xe điện sẽ đến rước ra nhà hàng á, mình có ăn uống gì đó rồi xong là hết cả nhà, hết tour. Đây cái đường này rất là dài nha, hồi nãy chạy chạy xuồng máy sao là giờ nó sẽ y như vậy á, lâu vậy, dài vậy á. Hồi trước á là mình nhớ là đường này bằng tràm á, bắt bằng cây chứ bằng gỗ chứ không phải là bằng bê tông như vậy. Không biết còn khúc nào bằng cây hay không. Cái này phải được dắt chiều đi mới ngon. Mình tới một cái cầu nữa rồi mình sẽ dừng lại nha cả nhà. Tại vì nó cũng giống giống như vậy thôi. Chú ý đường trơn.
qua cổng. Rắn, đây con rắn cả nhà. Mày rồi chạy xuống nước rồi nè. Rồi mình tới đây mình quay lại cái nhà. Nó cũng y như vậy hoài thôi. Mà xa quá. Tại mình vô mình còn còn có người nhà chờ trong kia nữa. Con gái à, nắng quá con gái à. Nhà ra đây đợi nè. Gì vậy? Đang lấy cho. Mát cả nhà. Tới khúc nào à? Tới khúc nào mà có tràm ve ra nó mát. Cá không? Cá ụt ghê. Đây cá sặc nó nhiều lắm ta. Cá rô mà đây là đặc biệt là cá rô cho một coi. Cái này cá rô là đen lên muốn luôn á. Cá rô là quá trời luôn á. Cá đồng là rô ngon không á. Tranh thủ dữ rồi. Được không? Được. Cái này đế bằng với đế nhọn kia mới sợ ông lột cái. Tèo ngang cái là ổng cổng bà luôn. Rồi, mình sẽ di chuyển qua bên chỗ ăn uống. Lên cầu. Hết cầu nghe nè, qua tới bên đây xe điện sẽ đón ở bên đây đầu cầu. Cái này là cầu rạch rừng. Rồi ở đây xe điện cho tới đây. Thấy lại cái nữa mới hết. Dạ trời nào cũng được ấy.
Thì bên mấy cây bạn thấy mát ghê không? Đó đó. Tới nhà hàng ăn uống rồi nha. Dưới nhà hàng này, cái này nó nhà hàng nhưng cũng như cái chỗ dừng nghỉ để mình ăn uống thôi. Gì á? Anh chưa lương hả? Gì canh chua lương ha. Chua lương hồi nãy có thấy cái gì kho chưa? Chưa. Dạ kho bên đây. Dạ có gà kho sả, cá lóc kho tổ, cá tra kho tổ, lương kho kho sả, ớt kho, thịt kho, thịt kho lương. Cá ta, thấy cá ta kho tổ ngon ngon à. Ngon hơn mấy món kia. Mình canh chua lương lấy mấy thố. Hai thố nó tại vì cũng 38. Cách ra kho tổ hai phần cách ra hai phần canh chua, cách ra với canh chua không phải không? Canh chua được với lại cánh gà chiên nước mắm. Chưa bà còn canh chua nữa mà. Chưa canh chua chưa. Trời ơi, sáu quá nước tương. Không được rồi mày à. Canh chua lương, bông điên điện. Mời cả nhà cùng nhập tiệc với gia đình nha cả nhà. Còn món gà chiên nước mắm nữa. Cái gà chiên nước mắm nữa. Đi cơm nữa đẹp. Dạ. Để vô nào ăn rồi, tiệc cả nhà ơi. Là bới cơm nhà mày. Mới còn mấy à? Con ăn dưa leo không? Quá rồi. Cảm ơn các bạn vô thấy.
hồng cắt chú dục. Chết em mới đúng không? Em mới đúng không? Em đúng không? Rồi cả nhà ơi, gia đình mình ăn cơm nước xong cả nhà. Giờ ra xe về. Đây, tổng thiệt hại của bữa ăn hôm nay 8 người, 1.026.000. Rồi, đi lên đường. Rồi, đi ra xe. Đây, bãi để xe ngang cả nhà. Rồi, giờ mình cũng xin phép kết thúc video ngay cả nhà. Chuyến thăm làng nổi Tân Lập, ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Bây giờ là nó thị xã Kiến Tường rồi cả nhà. Rồi, mình xin phép chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau cả nhà ơi.